chị đâu chưa? Lụm được nhiêu cây đây đây hả? Còn bao nhiêu đó. Một mái nhà luôn mà còn nhiêu cây nó lụm dụng về luôn. Bánh luôn hả? Ghê
rồi bà con hàng xóm lại làm tiếp đó hả? Rồi bây giờ là hiện tại là cái thiết là nó cuốn như vậy luôn hả? Hàng xóm thì mới vừa lại
em Lộc á, thuộc về dạng hộ nghèo. Em ở đây là đất mấy công ruộng, hai công ruộng này là của người em để lại để cho em ấy làm kế sinh nhai cùng vợ em á. Thì hàng ngày là đi làm mướn. Em thì bị cụm nước, mắt em thì không có thấy đường. Một năm trước là lúc ngoại cưng đi xuống để nhà từ Tâm mà xin tiền để cho cưng điều trị mắt á, thì một năm mấy đó, nhưng mà em có đi bệnh viện mắt Sài Gòn, nhưng mà bác sĩ nói là mắt của em không chữa được, hiện tại thì em không thấy được. Gia đình thì thuộc dạng hộ nghèo. Hôm nay thì cái máy thì nhà đã bay đi rồi, nhưng mà thật sự là cái căn nhà của em á, nó cũng không có còn cái cây nào mà giá hồn hết trơn, nó chỉ có mấy cái cây cột xi măng thôi, còn nhiều là cây nhỏ và nó gãy hết trơn luôn. Xung quanh thì là lá, mà lá nó cũng tóc hết. Em thì bị không có thấy đường, công việc không có làm được cái gì hết. Nhưng hôm nay thì hàng cùng em hẹn tổ trưởng tổ nhân dân tự quản đến đây để khảo sát gia đình em. Hàng rất mong là các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm gần xa ủng hộ cho em ấy dựng lại căn nhà để có thể lo cho ấm, no ấm cho hai đứa nhỏ. Nhìn hai bé thấy cưng ạ. Xin hàng xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm.